Đây là một câu chuyện rất cảm động Do tự tôi chế ra Hãy cùng đọc câu chuyện này Sau đó chúng ta sẽ còn dịch nó ra tiếng Anh Để cùng học tiếng Anh Tôi kiếm sống bằng ngày bán vé số Hôm nay là chủ nhật Chắc sẽ bán được nhiều lắm đây Sáng giờ cũng bán được 50 tờ rồi Hôm qua bán 200 tờ à, Nhớ hồi xưa Một ngày bán được hơn 500 tờ Ngày nay thì Cái ngày nào mà ok nhất Chỉ bán được có 200 tờ thôi Hồi nãy đang bán vé số á Tự nhiên trời mưa quá trời luôn Nếu mà hôm nay bán được uh, 300 tờ Tối về tôi sẽ mua một cái bánh sinh nhật Cho con gái, thật to cho con gái của tôi Lâu lắm rồi nó không có được cái bánh Một cái bánh sinh nhật ra trò Video này sẽ rất là dài Nhưng mà có một vấn đề với video dài Đó là nó sẽ khó tiếp cận với nhiều người um, Tôi quyết định làm những video dài như thế này Tại vì tôi muốn um, người xem có thể học được một cái gì đó thông qua video của mình tôi biết rằng phải làm video ngắn mới có thể tiếp cận được với nhiều người à, nhưng mà tôi chọn làm những video dài như thế này tại vì tôi muốn các bạn học được một điều gì đó bởi vậy nếu như các bạn vô tình thấy được video này thì đó cũng là một cái duyên hãy giúp tôi uh, lưu lại video like hoặc là bình luận một cái gì đó để giúp nó có thể tiếp cận hơn với nhiều người rất là cảm ơn bạn chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ tôi kiếm sống bằng nghề bán vé số thì các bạn có thể nói là I sell lottery tickets lottery tickets for a living for a living I sell lottery tickets for a living tôi bán vé số để kiếm sống hôm nay là chủ nhật Chắc sẽ bán được nhiều lắm đây. Đây là một thực tại, một thực tế nên chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Hôm nay là chủ nhật chắc sẽ bán nhiều lắm đây. Đây là một dự đoán trong tương lai và có căn cứ tại vì hôm nay là chủ nhật, bạn có một căn cứ đó là hôm nay là chủ nhật, chắc sẽ bán nhiều lắm đây nên sử dụng bạn sử dụng be going to cho một cái dự đoán này. Uh today is Sunday. I am going to sell a lot a lot of lottery tickets and I to come Today's Today Sunday I'm going to sell a lot of lottery tickets, Not a lot of tickets going to a lot of, a lot of, a lot of a lot of, a lot of, rat nhiều. I'm going to sell, giống như tôi nói ở trên. Đây là một cái dự đoán mà bạn dự đoán trong tương lai và có căn cứ. Ví dụ như bạn nói là trời uh, mây nhiều quá, chắc bữa nay mưa quá. Thì bạn sẽ nói là it is going to rain tại vì bạn có một cái căn cứ. Nếu bạn đi kèm một căn cứ thì bạn sẽ dùng be going to để dự đoán còn nếu như bạn không có đi kèm căn cứ thì bạn sẽ dùng will để dự đoán. Sáng giờ cũng bán được 200 tờ rồi. Sáng giờ bạn bán được nó trả lời cho câu hỏi bao nhiêu? Năm uh, mươi tờ Nó trả lời cho câu hỏi bao nhiêu Thì bạn sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành Và sẽ nói là I have sold Sold là cột 3 của từ sell I have sold 50 lottery tickets Lottery tickets I So far đi Chúng ta dùng từ so far So far là cho đến giờ Thì người ta sẽ biết là sáng giờ đó I have sold 50 lottery tickets so far là sáng giờ cũng bán được 50 cái vé rồi. Hôm qua bán được 200 tờ. Thì bạn sử dụng thì quá khứ, điều đã hoàn toàn diễn ra trong quá khứ bạn dùng quá khứ đơn thì bạn nói là I sold. I sold uh 200 lottery tickets yesterday. Lottery ticket tickets yesterday. Là điều đã diễn ra dùng quá khứ đơn. Hồi đó ngài bán được 500 tờ là hồi xưa rồi Hồi xưa chúng ta có thể dùng back then là hồi xưa. Hay là bạn có thể dùng một cái từ đó là um, bạn có thể dùng một cái từ đó là in the old days. In the old days là hồi xưa. Ngài bán 500 tờ. Các bạn nói là I sold I sold 500 lottery ticket lottery ticket tickets a day In the old days I sold 500 lottery tickets a day là hồi đó ngày bán được 500 tờ Um, thì cái này nó thường xuyên diễn ra Thì các bạn có thể thay thế bằng từ sau trên này quá khứ đơn này nè Bạn có thể thay thế Tại vì cái việc này nó thường xuyên diễn ra trong quá khứ Bạn có thể thay thế bằng từ would sell I would sell Các bạn có thể nói là Back then I would sell 500 glory tickets a day từ would sell này Bạn cũng có thể thay thế bằng used to Bạn nói là Back then I used to sell 500 glory tickets a day Vậy ở đây chúng ta sẽ có ba công thức tại vì nó nói về một cái gì đó mà nó thường xuyên xảy ra trong quá khứ chúng ta có ba công thức bạn có thể dùng thì quá khứ đơn và nó là I sold cái gì đó hoặc là bạn có thể dùng từ would I would sell hoặc là bạn có thể dùng I used to sell ba công thức như vậy để nói về một điều đó nó thường xuyên lặp đi lặp lại trong quá khứ uh, ngày uh, nay ngày nào mà nay ngày nào mà ok nhất á, thì bán được có 200 tờ hả Ok, so mình nói là nhưng. But now. Um, cái ngày mà ok nhất á, thì chúng ta dùng là for the best day. For the best day. I sell. Cái này là nó 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 hiện tại bây giờ chúng ta nói là I sell, dùng thì hiện tại đơn. I sell only 200 tờ là 200 glory tickets. But now for the best day. I sell only hay là I only sell uh, 500 uh, 500 lottery tickets đang đau bụng không nói chuyện nổi luôn. <laughs> Tôi sẽ ráng làm hết video này không cắt ha. Um, hồi nãy đang đang bán thì trời nó mưa. Hồi nãy hồi nãy chúng ta có thể dùng từ just stand just then. Uh, tại vì nó quá khứ rồi và đang bán đang bán thì một điều gì đó đang xảy ra có nghĩa là một điều đang tiếp diễn và một điều khác nó ngắt ngang qua thì cái này chúng ta sẽ dùng tiếp diễn so just then when i was selling khi mà tôi đang bán thì chúng ta nói là when i was selling uh, nó bắt đầu mưa it started to rain it started to rain to rain thì trời ấm mưa có nghĩa tiếng việt mình nói là hồi nãy đang bán thì trời ấm mưa nhưng mà tiếng anh là chúng ta sẽ dùng cái câu thức là đang bán là một điều đang diễn ra và trời bắt đầu mưa trời bắt đầu mưa nha started to rain thì chúng ta nói just rain when it was selling it started to rain các bạn thông cảm với giọng mình ha đang đói bụng rất là đói bụng luôn mọi như phải kết thúc cái video này đã nếu hôm nay bán được 300 tờ tối về sẽ mua cái bánh sinh nhật cái bánh sinh nhật cho con gái của tôi nếu hôm nay bán được 300 tờ đây là câu điều kiện nếu hôm nay bán được 300 tờ um, if i sell 300 lottery lottery tickets tickets today i will buy a big birthday cake for my daughter for my daughter. Đó. Đây là câu điều kiện, câu điều kiện loại 1 nói về cái điều mà nó sẽ xảy ra trong tương lai. If I sell 300 glory tickets today, I will buy a big birthday cake for my daughter. Lâu lắm rồi nó không có được cái bánh ra trò. Lâu lắm rồi là trả lời cho con hỏi bao lâu, dùng thì hiện tại hoàn thành. Và nó là, it has been ages. It has been ages since the last time she had a nice birthday cake. Ok, mình viết hơi ẩu tí xíu tại vì rất là đói bụng rồi. Đó. Hy vọng video hữu ích và gặp bạn trong video tiếp theo.